Số 310, Kinh Đại Bồ Tát quyển 13. Hán dịch: Đời Bát Lương Sa Môn Thích Đạo Cũng. Pháp hội 44, Bảo Lương Tụ phần 1. Phẩm 1: Tứ Sa Môn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quật cùng đại chúng tỳ kheo 8.000 người đều hội họp. Còn có 6.000 đại Bồ Tát đều không thoái chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề. Đều là bậc nhất sinh bổ xứ từ các Phật thế giới mười phương đến nơi đây, hội họp. Bây giờ trưởng lão Mahāgāyīpa bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, gọi Sa Môn, thì thế nào là Sa Môn? Đức Phật dạy, này Đại Ca-diếp, gọi là Sa Môn vì tịch diệt, vì điều phục, vì thọ giáo, vì giới thân thanh tịnh, vì nhập thiền định, vì được trí tuệ, vì hiểu biết thật nghĩa được giải thoát, vì ba môn giải thoát không còn nghi ngờ, vì an trụ pháp sở hành của thánh nhân, vì khéo tu bốn niệm xứ, vì xa lìa tất cả pháp bất thiện, vì an trụ bốn chánh cần, vì khéo tu bốn như ý túc, vì thành tựu tính căn, vì tinh Phật pháp tăng, vì thành tựu kiên tính nơi Phật pháp tăng, vì chẳng tin đạo pháp khác, vì siêng tu lìa tất cả phiền não, vì khéo tu bảy bồ đề phần, lìa tất cả bất thiện, như thật tu tất cả thiện pháp, vì khai biết chánh niệm, chánh trí phương tiện, vì chuyên niệm tất cả các thiện pháp, vì khéo biết định tuệ phương tiện, vì thành tựu năm lực, vì chẳng bị tất cả phiền não nhiễu loạn, vì khéo tu bảy bồ đề phần, vì khéo biết nhân duyên phương tiện trong tất cả pháp, vì khéo biết phương tiện thánh đạo, vì khéo biết phương tiện chánh kiến, chánh định, vì được sức bốn biện tài vô ngại chẳng tin ngoại đạo, vì ý nghĩa chẳng y ngữ, vì y trí chẳng y thức, y kinh liệu nghĩa chẳng y kinh không liệu nghĩa, và y pháp không y theo người nói pháp, vì lìa bốn ma, vì khéo biết năm ấm, vì dứt tất cả phiền não, vì được tối hậu thân, vì lìa đường sinh tử, vì lìa tất cả ái, vì siêng tu biết khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, vì khéo thấy bốn thánh đế, vì an trụ trong Phật Pháp, chẳng tin đạo khác, vì chỗ làm đã xong, vì dứt tất cả lậu, vì tu tám bội xả, vì được Thích Phạm Thiên Vương khen, vì từ xưa đến giờ chuyên tâm hành đạo, vì ưa chỗ A Lan Nhã vậy, vì an trụ trong thánh pháp, vì vui nghi thức Phật Pháp, vì tâm chẳng khuynh động, vì chẳng thân cận chúng xuất gia tại gia, vì tâm thích độc hành như tê giác, vì sợ chúng đông nhiều não loạn, vì thích ở một mình, vì thường kinh sợ ba cõi, vì thật sự được quả sa môn, vì lìa tất cả hy vọng, vì lìa tám pháp thế gian. Đó là đối với lợi suy hủy dự xuân cơ khổ lạc tâm vững chắc bất động như đại địa, vì hộ ý mình ý người không chỗ phạm, vì chẳng trượt về chính hạnh, vì tâm hành thành tựu như hư không. Đối với các hình tướng tâm không dính mắc, như giữa hư không múa tay không vướng ngại. Này Đại Ca Diếp, nếu người hay thành tựu các hành pháp như vậy thì gọi là sa môn. Trưởng lão Ma Ha Ca Diếp bạch: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, Như Lai khéo nói đức hạnh của sa môn. Bạch Thế Tôn, nếu đời sau có các sa môn chẳng phải thật là sa môn mà tự nói là sa môn, người chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, người như vậy tức là đã xâm tổn vô thượng bồ đề, được Như Lai tu tập từ vô lượng, vô số kiếp. Đức Phật dạy, này Đại Ca Diếp, tội xâm tổn bồ đề của Như Lai như vậy, nói chẳng hết được. Này Đại Ca Diếp, sau khi ta diệt độ, ông và các đại đệ tử cũng đều diệt độ. Các đại Bồ Tát ở thế giới này lại đi qua thế giới chư Phật phương khác. Bây giờ trong pháp của ta sẽ có hàng tỳ kheo ở nơi sở hành tâm nhiều xiểm khúc. Nay ta sẽ nói tội cấu của sa môn. Này Đại Ca Diếp, trong thời kỳ mạt pháp sẽ có tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu giới, chẳng tu tâm, chẳng tu tuệ, ngu si như đứa trẻ hướng đến tối tâm mà không biết, tâm họ chẳng điều phục nên thành sa môn cấu uế. Này Đại Ca Diếp, cấu uế của sa môn có 32 thứ mà người xuất gia phải xa lìa. Những gì là 32? 1. Dục giác là sa môn cấu. 2. Sân giác là sa môn cấu. 3. Não giác là sa môn cấu. 4. Tự khen là sa môn cấu. 5. Chê người là sa môn cấu. 6. Tà cầu lợi dưỡng là sa môn cấu. 7. Do lợi cầu lợi là sa môn cấu. 8. Tổn phước cúng thí của người là sa môn cấu. 9. Che giấu tội lỗi là sa môn cấu. 10. Thân cận người tại gia là sa môn cấu. 11. Thân cận người xuất gia là sa môn cấu. 2. Ưa ở đông ồn náo là sa môn cấu.
3. Chưa được lợi dưỡng mà phương tiện cầu là sa môn cấu. 14. Có lòng hy vọng lợi dưỡng của người là sa môn cấu. 15. Với lợi dưỡng của mình, lòng chẳng biết đủ là sa môn cấu. 16. Tật đố lợi dưỡng người là sa môn cấu. 17. Thường tìm lỗi người là sa môn cấu. 18. Chẳng thấy lỗi mình là sa môn cấu. 19. Chẳng kiên trì giới giải thoát là sa môn cấu. 20. Chẳng biết hổ thẹn là sa môn cấu. 21. Không có ý cung kính mà khinh mạng là sa môn cấu. 22. Khởi các kết xử là sa môn cấu. 23. Nghịch 12 nhân duyên là sa môn cấu. 24. Nhiếp thủ biên kiến là sa môn cấu. 25. Chẳng tịch diệt, chẳng ly dục là sa môn cấu. 26. Ưa sinh tử, chẳng ưa niết bàn là sa môn cấu. 27. Ưa thích ngoại điển là sa môn cấu. 28. Năm truyền cái che tâm, khởi các phiền não là sa môn cấu. 29. Chẳng tin nghiệp báo là sa môn cấu. 30. Sợ ba môn giải thoát là sa môn cấu. 31. Chê pháp thâm diệu và chẳng hành tịch diệt là sa môn cấu. 32. Ở trong tam bảo, lòng chẳng tôn kính là sa môn cấu. Đây gọi là 32 cấu của sa môn. Nếu có thể rời lìa các cấu này thì gọi là sa môn. Này Đại Ca Diếp, còn có 8 pháp chướng che hạnh sa môn. Những gì là 8? 1. Chẳng kính thuận sư trưởng. 2. Chẳng tôn kính pháp. 3. Chẳng khéo tư duy. 4. Với pháp chưa nghe, khi được nghe thì phỉ báng. 5. Nghe pháp không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng thì sợ. 6. Nghe tất cả hành pháp vô sinh rồi, mà hiểu pháp hữu vi, chẳng hiểu pháp vô vi. 7. Nghe nói pháp thứ lớp rồi, xa vào chỗ chấp không. 8. Nghe tất cả pháp vô sinh, vô tánh, vô xuất rồi, tâm mê một. Đây gọi là 8 pháp che hạnh sa môn nên xa lìa. Này Đại Ca Diếp, ta chẳng nói cạo đầu đắp y gọi là sa môn, mà ta nói người có công đức và nghi thức đầy đủ gọi là sa môn. Này Đại Ca Diếp, vì sa môn, thân mặt ca sa, tâm phải lìa tham sân si. Vì sao? Vì tâm không tham sân si, ta mới cho phép mặt ca sa. Nếu tâm có tham sân si mà thân mặt ca sa, trừ người chuyên tâm trì giới, còn những kẻ chẳng trì giới thì gọi là đốt diệt mất ca sa. Vì sao? Vì biểu thức của thánh nhân là người tùy thuận tịch diệt, hành tâm từ bi, ly dục tịch diệt, nên mới nên mặc ca sa. Này Đại Ca Diếp, nay ông lắng nghe ta nói biểu thức của thánh nhân. Có 12 điều, những gì là 12? 1. Trì giới là biểu thức của thánh nhân. 2. Thiền định là biểu thức của thánh nhân. 3. Trí tuệ là biểu thức của thánh nhân. 4. Giải thoát là biểu thức của thánh nhân. 5. Giải thoát tri kiến là biểu thức của thánh nhân. 6. Nhập bốn thánh đế là biểu thức của thánh nhân. 7. Hiểu 12 nhân duyên là biểu thức của thánh nhân. 8. Hành bốn vô lượng tâm là biểu thức của thánh nhân. 9. Hành bốn thiền là biểu thức của thánh nhân. 10. Hành bốn định vô sắc là biểu thức của thánh nhân. 11. Nhập bốn hướng chánh định là biểu thức của thánh nhân. 12. Dứt tất cả lậu là biểu thức của thánh nhân. Đây gọi là 12 biểu thức của thánh nhân. Nếu có tỳ kheo chẳng đủ 12 điều này mà thân thọ mặc ca sa, thì ta gọi họ là hành tà pháp, chẳng phải hành tịch diệt, là lìa Phật pháp, hành chẳng gần niết bàn, thuận theo sinh tử, bị ma bắt chẳng khỏi sinh tử, thoái thất chánh pháp mà hành tà pháp. Do vậy, này Đại Ca Diếp, vị tỳ kheo thân mặc ca sa nếu chưa được quả sa môn thì nên dùng 8 pháp kính trọng ca sa. Những gì là 8? Đó là đối với ca sa trên thân, tưởng như tháp, tưởng như Phật, tưởng tịch diệt, tưởng từ bi, tưởng như kính như Phật, tưởng tàm, tưởng quý, tưởng nó khiến tôi đời sau lìa tham sân si đủ pháp sa môn. Đây là 8 pháp kính trọng ca sa. Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo chẳng hành tri túc đối với bốn thánh chủng, thì đó là lìa pháp sa môn. Họ cũng chẳng dùng 8 pháp kính trọng ca sa, mà họ riêng có trong số tợ sa môn, phải đọa tiểu địa ngục. Trong tiểu địa ngục ấy, người tợ sa môn thọ tội nóng đốt, y bát trên thân đều cháy đỏ,
chỗ ngồi, nằm, những vật dùng đều cháy đỏ như đống lửa lớn. Vì họ thành tựu thân, khẩu ý, nghiệp bất tịnh, nên họ phải đọa chỗ chịu tội ấy. Này Đại Ca Diếp, nếu người chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, người chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, nếu có người trì giới công đức đầy đủ, hữu nhiễu cung kính tôn trọng, tỳ kheo phá giới này, thọ sự cúng dường cung kính ấy, và chẳng tự biết xấu, do căn bất thiện này, mắt tám tội khinh, đó là ngu si, miệng công ngọng, thân lùn xấu, dung mạo xấu xí, mặt nghiêng méo, người thấy chê cười, thọ thân nữ nhân nghèo hèn, thân gầy yếu, yểu thọ, người chẳng kính mến, thường mang tiếng xấu và chẳng gặp đời có Phật. Phá giới tỳ kheo nghe pháp này rồi, chẳng nên lãnh thọ sự trì giới lễ bái cúng dường của tỳ kheo. Này Đại Ca Diếp, nếu có người chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, chẳng phải phạm hạnh mà tự nói có phạm hạnh, người ấy ở khắp đại địa này còn không có chỗ để họ nhổ nước miếng, nước mũi, huống là chỗ để họ bước đi, co duỗi lui tới. Vì sao? Vì quá khứ đại vương đã đem đại địa này bố thí cho người trì giới có hành đức, khiến ở trong ấy hành đạo. Này Đại Ca Diếp, chỗ mà tỳ kheo phá giới, đặt bàn chân đến thì tất cả tính thí chẳng đến người ấy, huống là tăng phường và tăng xá thường trụ cho kinh hành. Người ấy chẳng nên nhận tất cả tính thí như là phòng, nhà, giường, ghế, vườn rừng, y bác, ngoại cụ, y dược. Này Đại Ca Diếp, nay ta sẽ nói người phá giới ấy chẳng thể báo đáp chân đầu lông cho tính thí. Vì sao? Vì thánh chúng phước điền như biển cả tối diệu tối thắng. Trong đây nếu có thí chủ do tịnh tâm bố thí, đem hạt giống bố thí gieo trong phước điền, thế chủ này khởi ý tưởng bố thí vô lượng, ví như chia một sợi lông làm trăm phần. Nếu tỳ kheo phá giới nhận của thí chủ chừng một phần lông, liền tổn mất phần phước báo đại hại của thí chủ, chẳng thể báo đáp hết được. Vì lẽ nên các tỳ kheo phải thanh tịnh tâm mình mà nhận sự tính thí của người, phải học như vậy. Bây giờ trong đại chúng có 200 tỳ kheo có tịnh hạnh, thiểu dục, ly khổ nghe lời trên đây, rồi gạt lệ bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con thà chết, chứ chẳng muốn do chẳng được quả sa môn mà nhận của tính thí, dù chỉ là một bữa ăn. Đức Phật dạy, lành thay, này các thiện nam, các ông xấu hổ, lo sợ như vậy, đối với đời sau, dù như kim cương, còn hiện đời là anh lạc. Nay ta sẽ nói trong đời có hai hạng người đáng nhận của tính thí. Thế nào là hai? Một, người siêng tu tinh tấn. Hai, người được giải thoát. Nếu có tỳ kheo, người được giải thoát, người tu pháp lành như ta đã nói, người giữ giới vững chắc, người quán tất cả hành vô thường, khổ, tất cả pháp vô ngã, người quán niết bàn tịch diệt, nguyện cầu muốn được, các tỳ kheo này nhận của tính thí khối lượng như đối tu chi, cũng quyết có thể báo được phước tính thí. Tỳ kheo này nhận của tính thí khiến thí chủ ấy được lợi ích lớn, được quả báo lớn. Tại sao vậy? Vì thường sinh phước đức, có ba thứ phước, một là thường thí thực phẩm, hai là thí tăng phường xá và ba là hành từ tâm. Trong ba phước này, hành từ tâm là hơn hết. Nếu có tỳ kheo nhận thí nơi thí chủ, nhận thứ uống ăn y phục ngoại cụ thuốc men, thọ rồi nếu nhập vô lượng định thì khiến thí chủ ấy được vô lượng phước, vô lượng báo. Ví như tất cả biển lớn trong tam thiên đại thiên thế giới có thể cạn khô, nhưng phước báo của thí chủ ấy vẫn chẳng hết được. Trái lại, nên biết tỳ kheo phá giới làm tổ mất bao nhiêu phước đức ấy của thí chủ. Nếu nhận thí chủ cúng thí rồi mà hành ác pháp thì tổn tính thí ấy. Này Đại Ca Diếp, như vậy ta nói sa môn cấu, sa môn tội, sa môn xiểm khúc, kẻ dốc trong hàng sa môn. Tỳ kheo trì giới phải nên chuyên nhớ xa lìa tất cả ác pháp như vậy. Nay Đại Ca Diếp, gọi là sa môn, có nghĩa là người mất chẳng duyên theo sắc, tai chẳng duyên theo thanh, mũi chẳng duyên theo hương, lưỡi chẳng duyên theo vị, thân chẳng duyên theo xúc và ý chẳng duyên theo pháp. Sa môn là người tuyển trạch sáu căn, liễu đạt sáu thông, chuyên niệm sáu niệm, an trụ sáu kính pháp và hành sáu trọng pháp. Người như vậy mới gọi là sa môn chân chánh. Phẩm 2 tỳ kheo. Bây giờ, Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp,
được gọi là tỳ kheo, là vì người hay phá phiền não nên được gọi là tỳ kheo, vì hay phá ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, nam tưởng, nữ tưởng nên gọi là tỳ kheo. Này Đại Ca Diếp, vì có tu giới tu tuệ nên gọi là tỳ kheo, lại vì lìa sự sợ hãi, vì qua khỏi ba hữu bốn lưu, vì thấy lỗi họa của hữu và lưu, vì lìa tất cả hữu và lưu, vì ở an nơi đạo vô ý, đây gọi là tỳ kheo. Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo tự biết chẳng thành tựu các pháp như vậy mà và các thiện pháp khác, lại lìa bỏ pháp ấy mà hành đạo khác, thì chẳng phải là đệ tử Phật, ta chẳng phải là thầy của họ. Này Đại Ca Diếp, có nhiều ác tỳ kheo phá hoại Phật pháp của ta, chứ chẳng phải 95 phái ngoại đạo phá hoại Phật pháp được. Ví như sư tử là chúa muôn thú, khi nó chết tất cả khổ lang điệu thú không thể ăn thịt nó được. Trong thân sư tử tự sinh các thứ trùng tự ăn thịt nó. Cũng vậy trong Phật pháp ta sản sinh các ác tỳ kheo như vậy. Họ tham lợi dưỡng, vì lòng tham nên chẳng dứt ác pháp, chẳng tu thiện pháp, chẳng lìa vọng ngữ. Các tỳ kheo này có thể làm hư hoại Phật pháp ta. Này Đại Ca Diếp, có bốn pháp thành tựu nên biết là ác tỳ kheo, đó là tham, sân, si và ngã mạn. Là có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là ngạo mạn, tự cao, vô tàm, vô úy và chẳng giữ gìn lỗi của miệng. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là tự điều động, khinh khi người, tham cầu lợi dưỡng và làm nhiều điều phi pháp. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là có nhiều gian ngụy, huyễn hoặc người, làm nhiều tà mạng và nói nhiều ác ngôn. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là hiện chịu ân người chẳng biết báo đáp, làm ân nhỏ mong báo lớn, trước đã chịu ân người mà chẳng ghi nhớ và xâm tổn thân hữu. Là có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là nhận của tính thí làm tổn thất phước báo của người, chẳng khéo giữ giới, khinh giới, đã thụ, chẳng trì luật vững chắc. Là có bốn pháp thành tựu nên biết là ác tỳ kheo, đó là luận có ngã, luận có nhân, luận có chúng sinh và luận có thọ mạng. Là có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là chẳng kính Phật, chẳng kính pháp, chẳng kính tăng và chẳng kính giới. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là nếu tăng hòa hợp thì lòng chẳng vui, chẳng ưa ở một mình, ưa ở trong chúng và khi nói chuyện thường luận thế tục. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là cầu lợi, cầu danh, cầu nhiều tri thức và chẳng an trụ thánh chủng. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là lệ thuộc nơi ma, bị ma làm hại, ngủ nghỉ nhiều và làm lành chẳng mừng. Là có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là hữu bại trong Phật pháp, tâm nhiều xiểm khúc, bị phiền não hại và liệt quả sa môn. Là có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là bị dâm dục thiêu đốt, bị sân khỏe thiêu đốt, bị ngu si thiêu đốt và bị tất cả phiền não thiêu đốt. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là đi nhiều vào xóm dâm, chẳng biết tội lỗi, chẳng biết tri túc dù học vấn nhiều, chẳng biết tri túc nơi vật cần dùng và thường có lòng bỏng sẻn chẳng hay bố thí. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là từ tối vào nơi tối, từ si vào nơi si, chẳng thấy thánh đế, lòng nhiều nghi hoặc và bị sinh tử cột trói, đóng cửa niết bàn. Lại có bốn pháp nên biết là ác tỳ kheo, đó là thân nhiều gian hành, khẩu nhiều gian hành, ý nhiều gian hành và nghi thức nhiều gian hành. Những gì là thân gian hành? An tường mà đi là thân gian hành, chẳng ngó hai bên là thân gian hành. Nếu ngó hai bên, chẳng quá một tầm là thân gian hành, tà mạng mặc y là thân gian hành, xiểm khúc đi nơi không nhàn mà chẳng cầu pháp hành, không nhàn, xiểm khúc khất thực mà chẳng quán tướng khất thực, xiểm khúc mặc y phấn tảo mà chẳng biết là vì xấu hổ, xiểm khúc đi nơi núi rừng dưới cây mà chẳng biết phân biệt 12 duyên hành, xiêm khúc uống thuốc cũ bỏ mà chẳng cầu pháp được cam lộ, đây gọi là thân nhiều gian hành. Những gì gọi là khẩu nhiều gian hành, như nói rằng họ biết tôi, họ thỉnh tôi, như sở cầu tôi đã được, tôi chẳng cầu lợi dưỡng mà họ đưa đến cho tôi, đồ cúng dường tế diệu tôi đều được, nhiều lợi dưỡng tôi đều được, tôi thường hành thiện pháp đáng nhận cúng dường, tôi vấn đáp giỏi, tôi hay thuận hay nghịch pháp tướng,
với tất cả pháp tôi hiểu nghĩa và phi nghĩa. Nếu họ hỏi tôi như vậy, tôi có thể đáp như vậy. Tôi đáp rồi, chế phục họ, khiến họ nín lặng. Tôi nói như vậy rồi, có thể khiến đại chúng vui đẹp, cũng khiến mọi người khen thiện tai. Khiến đại chúng ấy thỉnh tôi cúng dường rồi, còn khiến thí chủ thỉnh tôi nhiều lần. Này Đại Ca Diếp, nếu người chẳng điều phục khẩu mà có nói ra điều gì, tất cả lời nói đều chẳng phải chánh ngôn, là khẩu nhiều gian hành. Những gì là ý nhiều gian hành? Lòng luôn nghĩ tưởng tham cầu lợi dưỡng, y bác ẩm thực ngoại cụ y dược mà biện nói tôi chẳng cần tất cả lợi dưỡng, lòng thì cầu nhiều mà nói gạt là biết đủ. Đây gọi là ý nhiều gian hành. Đức Thế Tôn nói cả rằng, lòng cầu lợi dưỡng, biện nói biết đủ, ta mạng cầu lợi, thường không vui sướng, lòng họ nhiều gian. Khi dối mọi người, tâm mà như vậy đều chẳng thanh tịnh, trời đồng thần thảy, người có thiên nhãn, chư Phật Bồ Tát đều thấy biết rõ. Này Đại Ca Diếp, ác tỳ kheo như vậy, rời lìa thiện pháp, nghi thức mà làm hạnh tà mạng phải đọa ba ác đạo. Phẩm 3. Sa môn Chiên Đà La. Đức Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp, thế nào là Sa môn Chiên Đà La? Này Đại Ca Diếp, ví như người Chiên Đà La không có tâm từ bi trên các chúng sinh, họ thường ở trong gò mã tìm tử thi, họ được thấy tử thi thì lòng họ rất vui mừng. Cũng vậy Sa môn Chiên Đà La thường không có từ tâm, họ đến nhà thí chủ hành tâm bất thiện, cầu các lợi dưỡng, cầu được rồi sinh lòng quý trọng. Nhận lợi dưỡng nơi nhà thí chủ rồi, họ chẳng dạy thí chủ về giới luật Phật Pháp. Họ vì lợi dưỡng mà thân cận tại gia, chứ chẳng vì Phật Pháp. Họ cũng không có tâm, không có từ tâm, thường cầu lợi dưỡng. Đây gọi là Sa môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La bị mọi người bỏ rời, những hàng quốc vương, đại thần, trưởng giả, sát lợi Bà La Môn, các thứ dân cho đến kẻ hạ tiện đều xa rời họ, chẳng muốn cùng làm tri thức với họ. Cũng vậy Sa môn Chiên Đà La bị tất cả người trì giới có đức đáng kính tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, Trời Đồng, Dạ Xoa, Cả Tát Bà xa rời vì biết họ phá giới làm ác. Đây gọi là Sa môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La có những đồ vật dụng như y phục ẩm thực đều chẳng phải là vật mà người tốt ưa thích, cũng chẳng thọ dụng. Cũng vậy Sa môn Chiên Đà La nếu có y bác vật dụng đều là do phá giới phi pháp thân khẩu ý nghiệp xiểm khúc mà được. Các vật dụng ấy chẳng được Sa môn Bà La Môn trì giới ưa thích, cũng chẳng thọ dụng, thường sinh lòng thương xót đối với kẻ ấy. Đây gọi là Sa môn Chiên Đà La. Ví như Chiên Đà La lòng thẹn thùng cầm chén bát xin ăn nơi người, cũng vào Sa môn Chiên Đà La lòng luôn thẹn thùng khi vào nhà người hoặc đến trong chúng. Họ cũng thẹn thùng khi đến chỗ Phật, họ thẹn thùng lễ tháp Như Lai, đến lui cúi ngửa đi đứng ngồi nằm, họ đều thẹn thùng vì họ che đậy ác pháp. Này Đại Ca Diếp, nay ta nói chỗ đến của người Chiên Đà La chẳng đến chỗ lành vì họ tự hành ác pháp vậy. Cũng thế Sa môn Chiên Đà La chỗ đi đến cũng chẳng đến thiện đạo vì họ làm nhiều nghiệp ác, không ngăn pháp ác đạo. Đây gọi là Sa môn Chiên Đà La. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa môn bại hoại? Ví như rượu tốt được cất lấy, hết khí vị thơm ngon, còn lại cặn bã bị người chê bỏ. Cũng vậy Sa môn bại hoại rồi lìa pháp vị ấy, cặn phiền não. Họ bỏ hương trì giới mà ngửi mùi hôi phiền não, họ đến chỗ nào đều chẳng thể tự lợi, cũng chẳng lợi cho người. Đây gọi là Sa môn bại hoại. Ví như thực phẩm được ăn biến thành phân, uế hôi thối bất tịnh bị người chén lìa, cũng vậy Sa môn bại hoại thân khẩu ý nghiệp chẳng thanh tịnh do uế cũng như vậy. Ví như hạt giống hư gieo vào đất hoàn toàn chẳng mọc mầm kết trái, cũng vậy Sa môn bại hoại dù ở trong Phật Pháp mà chẳng sinh thiện căn, chẳng được quả Sa môn. Này Đại Ca Diếp, thế nào là tráp Sa môn? Ví như cái tráp sơn vẽ do thợ khéo làm thành, trong ấy đựng cái thứ bất tịnh hôi thối. Cũng vậy tráp Sa môn ngoài hiện thành tựu tợ hạnh Sa môn mà nội tâm nhiều thứ cấu uế, hành những nghiệp ác. Này Đại Ca Diếp, thế nào là Sa môn câu lan trà? Ví như hoa câu lan trà màu sắc sáng đẹp, cứng như gỗ đá, có mùi hôi thối như trét phân. Người có trí nếu thấy hoa này thì chẳng gần, chẳng chạm đến, mà tránh đi xa. Cái ngu chẳng biết lợi hại. Họ thấy hoa ấy liền đến gần để ngửi. Cũng vậy Sa môn câu lan trà, hiện tờ hạnh Sa môn,
mà có thô bạo, ngạo mạn, tự cao, ác bất tịnh. Họ lại phá giới, phá chánh kiến. Người trí chẳng thân cận lại kính họ, vì họ là ác nhân, nên người trí lánh xa. Có kẻ ngu si như trẻ nít thân cận lại kính họ, tin lời họ nói, đây gọi là sa môn cầu lan trà. Này Đại Ca Diếp, thế nào là sa môn cầu lợi? Ví như có người xiểm khúc, tâm thường bỏng sẻn, bi tham che lấp. Nếu thấy tài vật người thì hy vọng muốn được, chứa dao bén, gậy cứng, lòng không lòng hổ thẹn, không lòng thương xót. Thường có lòng tổn hại, lúc đi trong núi trầm thôn ấp, có tâm nguyện đối với tài vật người, mong cầu muốn được, thường lẫn trốn chẳng cho người thấy. Cũng vậy sa môn cầu lợi, lòng thường bỏng sẻn bị tham lấp, nơi lợi dưỡng đã được, lòng không biết đủ, với tài vật người hy vọng muốn được. Khi đến thành ấp thôn xóm, thì vì lợi dưỡng chẳng vì thiện pháp che giấu tội ác, cho rằng các tỳ kheo tốt, biết tôi phá giới, đã biết tất lúc thuyết giới, hoặc có thể đuổi tôi ra. Người này ở nơi tỳ kheo tốt, chỉ xin lòng e sợ, thương vua nịnh hiện làm nghi thức. Rồi đồng quỷ thuần có thiên nhãn thấy biết tỳ kheo này, đến là giặc đến, đi là giặc đi, ngồi là giặc ngồi, nằm là giặc nằm, dậy là giặc dậy, lấy y là giặc lấy y. Mặc y là giặc mặc y, vào thôn xóm là giặc vào thôn xóm, xuất thôn xóm là giặc xuất, ăn là giặc ăn, uống là giặc uống, cạo tóc là giặc cạo tóc. Người ngu si ấy đến đi cử động để bị trời rồng quỷ thần thấy biết liền quả mắng kẻ ác này, chính là kẻ làm hoại diệt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sa môn cầu lợi này xuất gia trong Phật Pháp, chẳng sinh được một niệm tịch diệt lý dục, huống là được quả sa môn. Đây gọi là sa môn cầu lợi. Này Đại Ca Diếp, thế nào là sa môn cỏ dại? Ví như trong ruộng lúa, một cỏ dại giống cây lúa khó phân biệt được, nông phu cho là lúa tốt, đến khi trổ bông mới biết chẳng phải là lúa. Cũng vậy sa môn cỏ dại ở trong đại chúng giống như người trì giới có đức hạnh. Thí chủ thấy cho là sa môn, và kẻ si này chẳng phải sa môn, tự nói là sa môn, chẳng phải phạm hạnh, tự xưng phạm hạnh, từ trước đã bại hoại rồi trì giới cũng chẳng vào số tăng chúng. Trong Phật Pháp không có trí tuệ, mạng sẽ đọa ác đạo như cỏ dại trong ruộng lúa. Bây giờ trời rồng quỷ thần có thiên nhãn thấy kẻ si ấy đọa địa ngục. Họ bảo nhau rằng, đây là người ngu si trước kia tợ sa môn mà hành pháp bất thiện, nay sẽ đọa trong đại địa ngục. Từ nay về sau hoàn toàn không có được đức hạnh sa môn, và quả sa môn như cỏ dại ở trong ruộng lúa. Đây gọi là sa môn cỏ dại. Này Đại Ca Diếp, thế nào là bồ sinh sa môn? Ví như cỏ lát mọc trong ruộng lúa, vì nó chẳng chín nên gọi là bồ sinh. Vì nó không có hạt bị gió thổi bay, nó không có sức cứng nặng, tờ lúa mà chẳng phải lúa. Cũng vậy, bồ sinh sa môn, thân hình tờ sa môn mà không người dạy bảo, không có đức lực bị ma phong thổi bay. Họ cũng không sức huyết khí trì giới, lì đa văn, tổn thất định lực, cũng xa trí tuệ chẳng thể phá hoại giặc phiền não. Người như vậy yếu kém, không có sức lực bị hệ thuộc nơi ma, bị ma nó câu chìm trong tất cả phiền não, bị ma phong thổi bay như bồ sinh trong ruộng lúa. Này Đại Ca Diếp, hạt cỏ lát không dùng làm lúa giống được, không mọc mầm lúa được. Cũng vậy ở trong Phật Pháp, bồ sinh sa môn không có chủng tự đạo, trong Pháp Hiền Thánh không được giải thoát. Bồ sinh sa môn là tỳ kheo phá giới làm ác, đây gọi là bồ sinh sa môn. Lại nữa này Đại Ca Diếp, thế nào là hình tợ sa môn? Ví như có tợ khéo dùng vàng mạ lên đồng màu sắc tợ vàng, mà giá trị chẳng giống với vàng. Lúc chà mài mới biết chẳng phải vàng. Cũng vậy, người hình tợ sa môn ưa tự nghiêm sức, thường tắm rửa đắp y tề chỉnh, nghi thức sa môn tất cả đều đủ, đến đi cuối ngước thường đúng nghi thức. Nhưng người này thường bị tham sân si làm hại, cũng bị lợi dưỡng cung kính, tán thán làm hại, cũng bị ngã mạn tăng thượng mạn tất cả phiền não làm hại. Dù được người quý trọng mà y không trọng pháp, thường xuyên trang nghiêm thân, nhưng chỉ cầu ẩm thực chẳng cầu thánh pháp, chẳng lo sợ đời sau. Thấy sự tôn trọng hiện tại chẳng phải vị lai tôn trọng, chỉ lo mập béo thêm, dựa nơi lợi dưỡng chẳng dựa nơi pháp, nhiều thứ trói buộc, xuyên tạo gia nghiệp thuận lòng người tại gia, cũng tùy theo sở thọ của họ. Lúc khổ thọ khổ, lúc vui thọ vui.
bị ghét thương làm hại, nơi pháp sa môn họ không có lòng muốn thực hành, rồi các nghi thức tất sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Ngày nay không có thật nghĩa sa môn, không có thật danh sa môn, chẳng đồng với sa môn, đây gọi là hình tợ sa môn. Này Đại Ca Diếp, thế nào là mất huyết khí sa môn? Ví như có nam tử hay nữ nhân, hoặc đồng nam hay đồng nữ bị phi nhân ăn mất huyết khí. Ngày nay gây yếu xanh xao vì bị mất huyết khí, các thứ thuốc men chú thuật và dao gậy chẳng chữa trị được, tất phải chết. Cũng vậy sa môn không có huyết khí giới, định tuệ, giải thoát tri kiến và huyết khí từ bi hỷ xả, cũng không có huyết khí bố thí điều phục, hộ trì thân khẩu ý nghiệp, cũng không có huyết khí an trụ bốn thánh chủng, không có huyết khí nghi thức sa môn, không có huyết khí thanh sinh thân khẩu ý. Đây gọi là sa môn mất huyết khí. Sa môn mất huyết khí này, dù nhận pháp dược của Như Lai mà chẳng dùng pháp dược để tự độ mình, độ như nếu khởi dâm dục phải quán bất tịnh, nếu sinh sân hận phải hành từ tâm, nếu khởi ngu si nên quán 12 nhân chuyên, với các phiền não nên tránh tư duy, rời lìa lòng ưa thích chúng đông, sẽ bỏ sở hữu, ba sự xuất gia phải nên yêu mến giữ gìn, một là trì giới thanh tịnh, hai là điều phục tâm mình, và ba là nhập định chẳng loạn. Các pháp dược như vậy được Như Lai tuyên nói, được Như Lai cho phép uống. Người này dù nhận pháp dược ấy mà chẳng dùng tự độ, là còn những pháp xuất thế như là không quán, vô tướng quán, vô tác quán, tọ ấm giới nhập biết bốn thánh đế và 12 nhân duyên. Các pháp dược như vậy cũng chẳng được người ấy dùng tự độ. Sa môn này hôi thối, bất tịnh vì phá giới, vì bạc đức vậy, sẽ sinh chỗ tột thấp vì kiêu mạn. Nơi thân ấy chết tất chẳng sinh nơi nào khác mà quyết sẽ đọa đại địa ngục. Như người mất huyết khí, quyết rồi sẽ chết. Đây gọi là sa môn mất huyết khí. Lúc Đức Phật tuyên nói như vậy rồi, có 500 tỳ kheo xả giới hoàn tục. Các tỳ kheo khác quả rằng, ở trong Phật Pháp, nếu các đại đức bỏ mà hoàn tục là phi thiện, là phi pháp. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông chớ nói như vậy. Vì sao? Vì làm như vậy gọi là thuận pháp. Nếu tỳ kheo chẳng muốn nhận của tánh thí mà thoái lui hoàn tục thì gọi là thuận pháp. Các tỳ kheo kia về tâm tính giải nhiều nên sinh lòng hối lỗi. Họ nghe lời dạy trên kia rồi tự suy nghĩ, chúng ta họ có thể hành bất tịnh hạnh mà thọ của tánh thí. Chúng ta phải sinh lòng hối lỗi thoái lui mà hoàn tục. Này Đại Ca Diếp, này ta nói các tỳ kheo thoái lui hoàn tục ấy, sau khi mạng chung sinh trời đấu xuất, chỗ của Bồ Tát Di Lặc, thời kỳ Di Lặc Như Lai xuất thế, các tỳ kheo ấy sẽ ở trong pháp hội đầu tiên. Phẩm 4. Doanh sự tỳ kheo. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo hay quản lý sự việc trong tăng chúng? Đức Phật dạy, này Đại Ca Diếp, ta cho phép hai hạng tỳ kheo có thể quản lý chúng sự, một là người hay trì giới thanh tịnh, hai là người sợ nơi đời sau, ví như kim cương. Lại có hai hạng, một là biết các nghiệp báo, hai là có lòng xấu hổ và lòng hối lỗi. Lại có hai hạng, một là A-la-hán, hai là có thể tu tập được tám bội xả. Này Đại Ca Diếp, đó là hai hạng tỳ kheo được ta cho quản lý chúng sự, tự mình không lầm lỗi. Vì sao? Vì hộ ý của người là việc khó. Này Đại Ca Diếp, trong Phật Pháp có nhiều hạng xuất gia, nhiều loại tánh, nhiều thứ tâm, nhiều thứ giải thoát, nhiều thứ đoạn kết xử. Hoặc có người A-lan nhã, hoặc có người khất thực, hoặc có người thích ở núi rừng, hoặc có người thích ở gần thôn xóm thanh tịnh trì giới, hoặc có người hay liệt bốn ách nạn, hoặc có người siêng tu đa văn, hoặc có người biện nói các pháp, hoặc có người hay trì giới luật, hoặc có người hay trì tỳ ni nghi thức, hoặc có người du hành các thôn xóm vì người nói pháp. Có bao nhiêu tỳ kheo tăng như vậy, tỳ kheo quản lý khéo biết và làm vừa ý mọi người. Này Đại Ca Diếp, nếu tỳ kheo A Lan Nhã ưa chỗ không nhàn, thì tỳ kheo quản sự chẳng nên sai khiến làm tất cả công việc. Nếu là lúc họ phải làm việc trong tăng chúng thì tỳ kheo quản sự nên làm như thế. Nếu tự mình không làm thì thuê người khác làm thay, chẳng nên để họ làm. Nếu chẳng phải là giờ hành đạo thì có thể sao làm chút ít. Nếu tỳ kheo khất thực thì tỳ kheo quản sự nên cho họ đồ ăn ngon.
Nếu tỳ kheo liệu bốn ách nạn, thì tỳ kheo quản sự phải cung cấp các thứ cần dùng như y phục, ẩm thực, mà cụ và y dược. Chỗ họ ở không được nói to gọi lớn vì muốn phòng hộ ý niệm của họ. Đối với tỳ kheo ly ách thì tỳ kheo quản sự phải tôn kính tưởng như Đức Thế Tôn và nghĩ rằng tỳ kheo này có thể làm pháp trụ trong Phật Pháp, ta phải cung cấp các đồ cần dùng cho Đại Đức. Nếu có tỳ kheo siêng tu đa văn thì tỳ kheo quản sự phải khuyến khích họ rằng Đại Đức siêng tu đa văn độc tụng cho thông thuộc, tu sẽ vì Đại Đức mà lo cung cấp phục dịch. Nếu các đại đức mà siêng tu đa văn như vậy, thì tức là anh lạc tốt trong tăng chúng, có thể lên tòa cao rộng thuyết chánh pháp, cùng tự mình sinh trí tuệ. Với các tỳ kheo tu đa văn này, tỳ kheo quản sự cho nên sao làm việc phi thời, phải ủng hộ cho họ tu đa văn. Nếu có tỳ kheo giỏi thuyết pháp, thì tỳ kheo quản sự nên cung cấp mọi sự, để nhắc tỳ kheo ấy đến thôn xóm, thành ấp khuyến dụ mọi người, đến để nghe thuyết pháp. Chỗ thuyết pháp cũng phải cung cấp đồ cần thiết. Vì người thuyết pháp mà đặt tòa cao tốt, nếu có tỳ kheo khác dùng cường lực bốn phá hoại người thuyết pháp, thì tỳ kheo quản sự nên đến hòa giải và cũng nên thường đến chỗ người thuyết pháp, khen lành thay. Nếu có tỳ kheo trì giới, khéo hiểu nghĩa luật, thì tỳ kheo quản sự phải thường đến hỏi, tôi là công việc thế nào để khỏi phạm tội chẳng tổn mình, cũng chẳng hại người. Tỳ kheo trì luật nên quan sát tâm của tỳ kheo quản sự mà chỉ dẫn việc ấy nên làm, việc ấy chẳng nên làm. Tỳ kheo quản sự đối với tỳ kheo trì luật phải hết lòng kính tinh cúng dường. Nếu chúng tăng có tài vật cùng dùng chia, thì tỳ kheo quản sự phải tùy thời cung cấp cho tăng chúng nên cất giấu, tùy lúc tăng cần dùng nên chia cho tăng, phải cho đúng lúc, chẳng vì ác tâm cho, chẳng vì phi pháp cho, chẳng vì tham, vì sân, vì si mà cho, chẳng vì sợ mà cho, theo pháp hành của tăng, chẳng theo pháp tục gia, tùy tăng chế, chẳng tùy tự chế, với tài vật của tăng chẳng có ý tưởng tự do, cho đến việc nhỏ cũng cùng tăng phân đoán, chẳng riêng tự đoán, nếu là vật dụng hoặc vật thường trụ tăng, vật của Phật, vật bốn phương tăng, thì khéo quản sự phải biết rõ, vật của thường trụ tăng chẳng nên cho bốn phương tăng, vật của bốn phương tăng chẳng nên làm vật thường trụ tăng. Vật thường trụ, vật bốn phương chẳng nên lộn lạo, cũng chẳng lộn với vật của Phật. Nếu vật thường trụ tăng nhiều mà bốn phương tăng cần dùng, thì tỳ kheo quản sự nên họp tăng yết ma. Nếu tăng hòa hợp chấp nhận nên đem vật thường trụ tăng chia cho bốn phương tăng. Nếu tháp điện Phật có chỗ cần hay hư cần tu sửa mà vật thường trụ tăng hay vật bốn phương tăng nhiều, thì tỳ kheo quản sự nên họp tăng yết ma. Nếu tăng hòa hợp chấp thuận cho thì quản sự tỳ kheo lấy vật ấy dùng tu bổ pháp điện. Nếu tăng không hòa hợp chấp thuận thì tỳ kheo quản sự nên khuyên hóa hàng tại gia cầu sanh tài vật để tu bổ tháp điện. Nếu vật của Phật nhiều nhất thiết không được đem chia cho thường trụ tăng hay bốn phương tăng. Vì sao? Về trong những vật ấy, dù là một sợi dây đều là của thế chủ tính tâm, thế cho Phật. Do đó, chư thiên và người đời đều có ý nghĩ là Phật tháp, huống là các bảo vật. Nếu nơi Phật tháp trước đã có cúng y, thì y này nên để cho gió thổi mưa rã, chớ chẳng nên đem đổi vật khác, dù là bảo vật. Vì sao? Vì vật nơi tháp điện Phật không ai có thể đánh giá được, và lại Phật không chỗ cần dùng. Với vật của tam bảo, tỳ kheo quản sự tốt trong sạch cho nên để lộn lẫn nhau. Đối với tự lợi dưỡng phải có tâm tri túc, nơi vật tam bảo chẳng có ý nghĩ là của mình. Này Đại Ca Diếp, ở nơi người trì giới có đức hạnh lớn đáng lễ kính hữu nhiễu, mà tỳ kheo quản sự có sân tâm dùng quyền sai khiến làm việc, thì vì sân tâm nên tỳ kheo quản sự sẽ đọa đại địa ngục. Nếu được làm người thì làm tôi mọi bị chủ nhân sai khiến đánh mắng khổ cực. Nếu tỳ kheo quản sự dùng quyền đặt quy chế quá nặng quá, hàng thường của tăng khách, của tăng trách phạt các tỳ kheo sai làm phi thời, do cớ này nên quản sự tỳ kheo sẽ đọa tiểu địa ngục.
nhiều đinh bị trăm ngàn mũi đinh đóng căng thân thể, cả thân cháy phần như đống lửa lớn. Nếu tỳ kheo trì giới có đức lớn, mà dùng việc nặng để khủng bố, dùng tâm sân để nói, thì tỳ kheo quản sự này sẽ đọa trong địa ngục lửa dài rộng 500 do tuần, bị trăm ngàn mũi đinh đóng vào phát lửa cháy đỏ. Nếu thường được tại vật tăng, quản sự tỳ kheo bỏ sẽ cất giấu, hoặc phi thời phát cho tăng, hoặc làm khó dễ mà cho, hoặc làm khổ mà cho, hoặc cho ít hay chẳng cho, hoặc cho người này chẳng cho người kia. Do cái này tỳ kheo quản sự sẽ đọa uế ác ngạ quỷ, thức ăn phân cục. Có lúc ngạ quỷ khác đưa đồ ăn cho coi, mà chẳng cho ăn, phải thèm muốn khốn khổ. Bị khổ đói khát trong trăm ngàn năm, thường chẳng được ăn. Nó có được đồ ăn, liền biến thành phân nhơ hoặc thành mũ máu. Vì sao? Vì nơi người trì giới đáng lễ kính, mà tỳ kheo quản sự ấy làm khó dễ khi đem tăng vật phát cho. Này Đại Ca Diếp, nếu tỳ kheo quản sự chuyên sự dùng lộn lạo hoặc vật thường trụ tăng, hoặc vật bốn phương tăng, hoặc vật Phật Tháp, thì mắc khổ báo lớn trong một kiếp hay hơn một kiếp. Vì sao? Vì xâm phạm vật Tam Bảo. Nếu tỳ kheo quản sự nghe tội như vậy, biết tội như vậy, mà cố sinh lòng sân nơi người trì giới, này ta nói tội ấy, chư Phật Thế Tôn chẳng cứu trị được. Vì thế nên tỳ kheo quản sự nghe tội vi pháp như vậy rồi, phải nên khéo hộ thân, khẩu, ý nghiệp, tự hộ lấy mình và hộ cho người. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo quản sự ta ăn thịt thân mình, chớ quyết chẳng nên tạp dùng vật Tam Bảo để làm y bát ẩm thực. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có. Như Lai dùng lòng từ bi mà nói pháp như vậy, vì người không xấu hổ mà nói pháp hổ thẹn, vì người có hổ thẹn mà nói pháp hổ thẹn. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 114, Hán dịch, đời Bát Lương, Sa Môn, Thích Đạo Cũng, Pháp Hội 44, Bảo Lương Tụ phần 2, phẩm 5, Tỳ Kheo A Lan Nhã. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp lại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nói mình là tỳ kheo A Lan Nhã, bạch Thế Tôn, hạ người nào gọi là tỳ kheo A Lan Nhã, hạ người nào gọi là tỳ kheo khất thực, hạ người nào gọi là tỳ kheo ngồi dưới cội cây, hạ người nào gọi là tỳ kheo ở nơi gò mã, và hạ người nào gọi là tỳ kheo ở nơi đất trống. Đức Phật dạy, này Đại Ca Diếp, gọi là tỳ kheo A Lan Nhã tức phải là người ưa chỗ A Lan Nhã và ở chỗ A Lan Nhã. Chỗ A Lan Nhã là chỗ không có tiếng lớn, không có tiếng chúng ồn náo, lìa chồn nai cọp sói và các chim chóc, sa trộm cướp và kẻ chăn súc vật, chỗ thuận với hành sa môn. Chỗ A Lan Nhã như vậy nên ở trong đó tu hành. Tỳ kheo kia lúc muốn đến chỗ A Lan Nhã phải tư duy tám pháp, những gì là tám. 1. Tôi nên xả thân. 2. Tôi nên xả mạng. 3. Tôi nên xả lợi dưỡng. 4. Đời liệt tất cả chỗ yêu thích. 5. Tôi ở trong núi chết sẽ như con nai chết. 6. Tôi ở chỗ A Lan Nhã sẽ thụ hành A Lan Nhã. 7. Tôi sẽ dùng pháp để tự sống. 8. Tôi chẳng dùng phiền não để tự sống. Đây là 8 pháp A Lan Nhã mà tỳ kheo phải tư duy. Tư duy rồi sẽ đi đến chỗ A Lan Nhã. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A Lan Nhã đến chỗ A Lan Nhã rồi, hành pháp A Lan Nhã, dùng 8 pháp hành bi mà sinh lòng thương tất cả chúng sinh. Những gì là 8? 1. Dùng tâm từ làm lợi ích. 2. Dùng từ tâm an vui. 3. Dùng từ tâm không sân hận. 4. Từ tâm chân chánh. 5. Từ tâm không dị biệt. 6. Từ tâm thuận tùy. 7. Từ tâm quán tất cả pháp. 8. Từ tâm tịch tịnh như hư không. Tỳ kheo dùng tam pháp này, tam pháp hành này sinh từ tâm đối với chúng sinh. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A Lan Nhã đến chỗ A Lan Nhã rồi phải tư duy như vậy. Tôi dù đến nơi xa ở một mình không bè bạn, nếu tôi làm lành hay làm chẳng lành, không người răng dạy răng. Rồi lại nghĩ rằng, nơi đây có trời, rồng, quỷ thần, các Bồ Tát, chư Phật, Thế Tôn biết tôi chuyên tâm. Các vị sẽ chứng cho tôi, nay tôi ở tại đây tu pháp A Lan Nhã, tâm bất thiện của tôi chẳng được tự tại phát sinh. Rồi lại tự suy nghĩ rằng,
tôi đến chỗ rất xa không bạn bè này, không người thân cận, không có sở hữu, tôi nên cảnh giác lòng tham, lòng sân, lòng si, các pháp bất thiện khác cũng phải cảnh giác. Nơi tôi chẳng nên chẳng khác với người thích ở chúng đông, chẳng nên chẳng khác với người ưa gần thôn xóm. Nếu chẳng khác mà xưng A La Nhã thì là khê giới trời rồng quỷ thần. Chư Phật thấy tôi, chính tôi cũng chẳng vui vẻ. Nếu tôi hành đúng pháp A La Nhã, tất cả trời rồng quỷ thần chẳng quở trách tôi. Chư Phật thấy tôi liền vui mừng. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo, A La Nhã ở chỗ A La Nhã hành pháp A La Nhã, nhất tâm giữ giới, giải thoát một cách vững chắc, khéo giữ gìn nhiều giới, tịnh thân khẩu ý, không làm xiểm khúc, tịnh trong chánh niệm, tâm hướng đến các chánh định, pháp được nghe nên ghi nhớ, siêng chính tư duy hướng đến ly dục, tịnh diệt niết bàn, sợ các sinh tử, quán năm ấm như oan gia, quán bốn đại như rắn độc, quán sáu căn như khối trống không, khéo biết phương tiện, quán 12 nhân duyên, rời lìa kiến đoạn, chấp thường, quán không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ mệnh, hiểu pháp không, đạt vô tướng, lần bớt sợ tác mà hành vô tác, lòng thường kinh sợ đi trong ba cõi, thường xuyên tu hành như cứu lửa cháy đầu, thường tinh tấn hoàn toàn không thoái chuyển, quán thân thật tướng, nên suy nghĩ rằng, quán pháp như vậy phải biết khóc khổ, dứt tất cả tập nhân, chứng nơi diệt tận, xuyên tu chánh đạo, hành từ tâm, an trụ nơi bốn niệm xứ, rời lìa pháp bất thiện vào môn thiện pháp. An trụ bốn chánh cần, nhập bốn như ý túc, hộ bốn thiện căn, tự tài nơi năm lực, thấu triệt bảy bồ đề phần, siêng hành tám thánh đạo phần, tòa trì thiền định, dùng tuệ phân biệt các tướng của pháp. Này Đại Ca Diếp, nói pháp như vậy để nghiêm sức tỳ kheo A La Nhã. Nghiêm sức như vậy rồi, an trụ núi rừng, đầu hôm cuối đêm siêng tu các công hạnh, trở nên ngủ nghỉ, thường tư duy mong cầu đắc pháp xuất thế. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã khi ở chỗ nào đều thường hành đạo mà chẳng trang sức thân thể và các y phục, lượm cỏ khô trả làm chỗ ngồi, tôi dùng tọa cụ của mình mà lìa vật của thường trụ tăng và bốn phương tăng. Ở nơi A La Nhã, tỳ kheo biết vừa đủ y phục dùng để che thân, do vì hành thánh đạo. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo A La Nhã, khi khất thực vào thành ấp thôn xóm và suy nghĩ như vậy, tôi từ chỗ A La Nhã đến thành ấp thôn xóm, hoặc được Phật thực hay chẳng được, lòng tôi vẫn không buồn vui. Nếu sinh không được nên khởi lòng vui, nhớ nghiệp báo đời trước, nay tôi nên xuyên tu tập phước nghiệp, là nhớ Đức Như Lai khất thực cũng có lúc không được như vậy. Tỳ kheo A La Nhã vào thành khất thực phải dùng pháp trang nghiêm. Dù pháp trang nghiêm xong rồi, sao mới vào thành khất thực? Thế nào là pháp trang nghiêm? Nếu thấy sắc vừa ý, chẳng nên tham trước. Nếu thấy sắc chẳng vừa ý, chẳng nên sinh giận ghét. Với thanh hương vị xúc và pháp cũng chẳng sinh tham sân như vậy. Luôn giúp hộ các căn, nhìn kỹ một tầm, điều phục tâm mình. Pháp vốn đã được mình tư duy, không cho phép rời khỏi tâm. Chẳng để Phật thực nhiễm ô tâm mà hành khất thực. Nên tuần tự mà khất thực, nơi khất thực được, chẳng sinh lòng mừng, nơi khất thực chẳng được, chẳng sinh lòng sân. Nếu đến 10 nhà, hoặc quá 10 nhà mà chẳng được Phật thực, thì chẳng nên sinh lòng ưu phiền, mà nên nghĩ rằng, các trưởng giả, các bà la môn, cư sĩ, có nhiều duyên sự nên chẳng rảnh đem Phật thực cho tôi. Và lại các người tại gia ấy, chưa từng nhớ đến tôi, huống là cho Phật thực. Nếu có thể suy nghĩ như vậy thì tỳ kheo A La Nhã đi khất thực không hề kinh sợ. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã đi khất thực trong thành ấp thôn xóm. Nếu thấy nam, đồng nữ, cho đến súc sinh nên phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, phát nguyện tu hành, tinh tấn cầu mong chúng sinh. Ai thấy tôi cho tôi Phật thực đều được sinh lên cõi trời. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã đi khất thực được ngon, được dở, xem bốn phương mà nghĩ rằng, nơi đây ai là kẻ nghèo cùng, tôi sẽ bất phần ăn cấp cho họ. Nếu thấy kẻ nghèo cùng, liền chia nửa phần ăn cấp cho. Nếu không thấy thì nên nghĩ rằng, chúng sinh mà mắt tôi trông không thấy. Trong thức ăn này có chỗ ngon, tôi xin thí cho họ. Tôi làm thí chủ, họ làm người nhận.
Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A-la nhã cất thực được rồi, mang về chỗ A-la nhã, rửa sạch tay chân, tịnh nghi thức sa môn, đủ tất cả tịnh pháp, đúng pháp lấy cỏ trải chỗ ngồi, rồi kết già phu tọa mà ăn, lòng không ái trước, cũng không sân hận, cũng không cống cao, không trược loạn. Lúc sắp ăn suy nghĩ rằng, nơi trong thân thể này có 8 vạn hồ trùng, nó được ăn chắc sẽ ăn vui, nơi tôi dùng món ăn giúp nhiếp các hồ trùng ấy, lúc tôi thành Phật sẽ dùng pháp để nhiếp hóa chúng nó. Này Đại Ca Diếp, có lúc ăn chẳng đủ, tỳ kheo A La Nhã nên nghĩ, nay thân thể nhẹ nhàng có thể tu nhẫn nhục dứt các điều ác. Lại ít tiểu ít đại tiện, thân thể nhẹ nhàng rồi, cũng được tâm nhẹ nhàng, được ít ngủ cũng chẳng khởi dục. Này Đại Ca Diếp, nếu khất thực được nhiều, tỳ kheo A La Nhã nên biết tri túc, nên giảm lấy một vắt để trên phiến đá sạch và suy nghĩ rằng, có chi muôn nào có thể ăn được tôi xin bố thí. Chúng nó là kẻ nhận lãnh thức ăn này. Này Đại Ca Diếp, ăn xong, tỳ kheo A La Nhã rửa bát lau chùi sạch khô, súc miệng rửa tay, cất tăng già lê, đúng hành A La Nhã không bao giờ xa tướng của các pháp vốn đã được tư duy. Này Đại Ca Diếp, lúc hành công hành A La Nhã, nếu tỳ kheo ấy là phàm phu chưa được quả sa môn, có lúc hổ lang đến thì chẳng nên có lòng sợ hãi sợ, mà nên nghĩ rằng từ trước lúc tôi đến chỗ A La Nhã vốn đã có tâm xa bỏ thân mạng, nên tôi chẳng kinh sợ mà phải phát tâm từ bi trừ tất cả ác. Nếu hổ lang ấy giết tôi ăn thịt tôi sẽ được lợi ích lớn, vì đem thân chẳng bền mà đổi thân bền, hổ lang lấy ăn thịt tôi rồi, tập nó sẽ được thân tâm an vui. Tỳ kheo A La Nhã hành pháp A La Nhã phải tưởng xả thân mạng như vậy. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã hành pháp A La Nhã, nó có phi nhân đến hiện sắc đẹp hay sắc dữ, với phi nhân ấy tỳ kheo không nên sinh lòng yêu, không nên sinh lòng giận. Nếu có chư thiên đã từng thấy Phật đến A La Nhã vấn nạn, khi họ vấn nạn rồi, tỳ kheo A La Nhã tùy sức hiểu biết của mình mà vì họ thuyết pháp. Nếu chư thiên hỏi pháp quá sâu không thể đáp được, tỳ kheo A La Nhã chẳng nên lòng kiêu mạn mà nên nói rằng, tôi học chẳng được nhiều, các vị chớ nên khinh tôi, nên tôi sẽ xuyên tu học Phật pháp. Nếu lúc tôi được thông Phật pháp rồi, sẽ xin giải đáp tất cả. Lại nên thỉnh chư thiên vì mình mà thuyết pháp để được lãnh thọ và nên tạ rằng, xin các vị chớ phiền tôi. Lại nữa này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã hành pháp A La Nhã, khéo tu A La Nhã chớ tưởng mình như cỏ cây ngói đá không có chủ, không có ngã, cũng không sở thuộc. Thân thể này cũng vậy, không có ngã nhân, chúng sinh thọ mạng, không tranh tụng các pháp này, đều từ duyên hợp mà sinh. Trong pháp này, nếu khéo tư duy, tôi sẽ dứt được các kiến chấp, nên thường tư duy pháp không, vô tướng, vô tác. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã, lúc tu pháp A La Nhã, suy niệm bông trái cỏ thuốc và những rừng cây hòa hợp thế nào, tán diệt thế nào. Cái vật ngoài ấy không chủ, không ngã, không sở thuộc, không tranh tụng, nó tự sinh, tự diệt, không có ai sinh diệt, như cỏ cây không có chủ, ngã và ngã sở, thân thể này cũng như vậy, không có ngã, không có mệnh, không có con người, không có chúng sinh, không có tranh tụng, nó do duyên sinh, duyên tán thì nó diệt. Trong lẽ như thực ấy không có một pháp nào hoặc sinh hoặc diệt cả. Pháp như trên đây, tỳ kheo A La Nhã đến chỗ A La Nhã phải nên tu tập. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo A La Nhã phải hành pháp như vậy, nếu học thanh văn thừa thì mau chứng quả sa môn, nếu là người có tội chướng hiện đời chẳng được quả sa môn, thấy 1, 2 hoặc 3 đức Phật sẽ dứt hết tất cả lậu. Nếu là người học Bồ Tát thừa thì hiện đời được vô sinh pháp nhẫn, đức pháp vô chướng, thế chư Phật ở đời vị lai mau thành vô thượng Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp A La Nhã, có 500 tỳ kheo dứt tất cả lậu, tâm được giải thoát. Phẩm 6. Tỳ kheo khất thực. Phật bảo trưởng lão Đại Ca Diếp, thế nào là tỳ kheo khất thực? Này Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo trước an trụ bản thể, tôi y khất thực xuất gia, nay tôi an trụ bản thể, tỳ kheo ấy chuyên niệm không nịnh hót, lìa tất cả thỉnh thực, lìa tất cả sự cúng dường trong tăng chúng, và
mà vẫn tự trang nghiêm. Ở trong tất cả vị tỳ kheo các thực chẳng nên nghĩ tưởng hảo vị. Với vị thượng diệu tỳ kheo ấy nên khuyên nhủ lòng mình mà suy nghĩ rằng: tôi như Chiên Đà La và thanh tịnh thân tâm mà chẳng nên tịnh ăn uống. Vì sao vì món ngon được ăn xong sẽ thành vật nhờ tối, tôi chẳng nên cầu món ăn ngon. Tỳ kheo ấy điều phục tâm mình rồi, học vào thành ấp thôn xóm, khất thực tuần tự, không điên đảo, chẳng nên nghĩ rằng nam tử thiết cho tôi chẳng phải nữ nhân, hay nữ nhân thiết cho tôi chẳng phải nam tử, đồng nam thí chẳng phải đồng nữ, hay đồng nữ thí chẳng phải đồng nam. Nên được thức ăn tốt, chẳng phải xấu, nên được thức ăn ngon, chẳng phải dở, nên cố ý thí hay cho, chẳng phải chẳng cố ý cho, nên dễ được, chẳng phải khó được, nên mau được, chẳng phải chẳng mau, nên được cung kính, chẳng phải chẳng kính trọng, nên được thức ăn mới, chẳng phải cũ, nên được thức ăn của nhà giàu, chẳng phải của nhà nghèo. Mọi người đến tiếp rước tôi, tất cả pháp bất thiện trên đây, thì kêu khắc thực chẳng nên tư duy. Phải tự trang nghiêm như vậy, đây là pháp không thông thường, được tỳ kheo khắc thực hành trì. Lúc khắc thực hoặc được hay không được, tỳ kheo ấy chớ nên sinh lòng buồn vui, cũng chẳng nên nghĩ thức ăn tốt hay xấu. Vì sao? Vì có nhiều chúng sinh tham trước món ăn ngon, do đây mà tạo ác nghiệp rồi đọa ác đạo. Nếu là người tri túc thì nên bỏ thức ăn tốt mà nhận món xấu, trừ lưỡi dính món ăn. Trong lòng luôn tri túc, được món ăn cực xấu cũng tri túc. Người ấy nếu mạng chung sẽ sinh cõi trời, hay trong loài người sinh cõi trời rồi được ăn món ăn ngon cõi trời. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo khất thực như vậy, rời lìa mến luyến món ăn mà điều phục tâm mình, dù cả 7 ngày phải ăn đậu, ăn khoai cũng chẳng sinh lòng lo phiền. Vì sao? Vì vừa đủ nuôi sống thôi. Nếu tôi được ăn rồi, sẽ đủ hành đạo, vì để hành đạo mà tôi ăn như vậy. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo khất thực được phần ăn rơi vào trong bát, được món ăn đúng pháp, được lợi dưỡng đúng pháp, nên cùng Tỳ Kheo phạm hạnh ăn chung phần ăn ấy. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo khất thực, có lúc phải bệnh, không có người giúp việc, không thể đi khất thực, thì nên điều phục tâm mình như vậy. Tôi cô độc không bạn, một thân xuất gia, chánh pháp là bạn tôi. Tôi phải nhớ đến chánh pháp. Nay tôi có bệnh khổ, như lời Đức Thế Tôn dạy, Tỳ Kheo phải nhớ pháp. Nhưng pháp tôi đã được nghe, tôi phải khéo suy gẫm. Thế nào là khéo suy gẫm? Quán thân đúng như thật, quán thân đúng như thật rồi. Nếu là người có trí tuệ thành tựu nhất tâm, có thể được sơ thiền, được cái vui của sơ thiền, hoặc một ngày đến 7 ngày, dùng thiền diệt làm món ăn, tâm được hoan hỷ. Hành pháp như vậy, nếu tỳ kheo bệnh ấy chẳng đắc sơ thiền, thì nên xuyên tu hành an trụ trong thiện pháp. Có nhiều người hay biết, trời rồng quỷ thần đưa món ăn đến cho, đây là thành quả lìa khổ ách. Này Đại Ca Diếp, nếu tỳ kheo khất thực gặp trời mưa lớn hoặc gió bụi nhiều, chẳng đi khất thực được. Bây giờ dùng từ tâm làm món ăn để tự trang nghiêm, nơi pháp được tu nên an trụ tư duy. Nếu đến 2 đêm, 3 đêm mà chưa được ăn, thì nên nghĩ rằng có nhiều chúng sinh đọa vào loài ngạ quỷ vì họ gây nghiệp ác, bị đói khổ bất thiết đến cả 100 năm không nuốt được chút nước miếng. Nay tôi an trụ trong pháp môn, dù thân tâm yếu kém, tôi vẫn chịu được đói khát siêng tu thánh đạo cho nên thoái chuyển. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực trở nên thân cận người tại gia, những nam tử nữ nhân, đồng nam đồng nữ. Nếu tỳ kheo khất thực bảo người tại gia lựa bỏ những vật bất tịnh, nên ngồi tại chỗ mà thuyết pháp cho họ đến lúc món ăn đã tịnh rồi, lại thọ món ăn đứng dậy đi. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực trở nên tự hiện định hót. Thế nào là tự hiện định hót? Nếu tỳ kheo vì người mà nói rằng, nay tôi xin được món ăn xấu dở, lại còn chẳng đủ dùng, đủ cùng nhiều người ăn chung, tôi ăn ít. Nay tôi đói khát, thân thể yếu kém. Đây là tự hiện định hót mà tỳ kheo khất thực phải xa lìa. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo khất thực đối với tất cả sự và sinh tâm xả bỏ những món ăn
rơi vào bát hoặc tốt, xấu, ngon, dở, tịnh, bất tịnh, nhiều, ít, tất cả, đều nên để lòng không buồn, vui, thường giữ tâm thanh tịnh quán các tướng của các pháp. Vừa đủ nuôi thân để hành thánh đạo mà thọ nhận món ăn ấy. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo Khất Thực, hoặc lúc vào thành ấp thôn xóm tới tự mà khất thực, bác không trở về, thì nên nhớ Đức Như Lai có ba oai đức lớn, sẽ bỏ ngôi chuyện luân vương đi xuất gia, dứt tất cả pháp ác, thành tất cả pháp lành. Ngài bao xóm khất thực còn có lúc bác không trở về, huống là tôi bạc phước chẳng trồng căn lành, mà chẳng được bác không trở về ư. Vì lẽ ấy mà chẳng nên sinh lòng lo phiền. Vì sao? Vì chẳng trồng căn lành thì chẳng bao giờ được món ăn tốt, món ăn xấu. Hoặc giả tôi chẳng được món ăn là tự có ma hay ma sai sử hay ma che ngăn các bà la môn cư sĩ khiến tôi xin ăn chẳng được. Tôi nên siêng tu rời lìa tứ ma, dứt tất cả phiền não. Nếu tôi siêng tu đạo pháp như vậy thì chẳng phải ma ba tuần hay sứ giả của ma có thể làm được. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo Khất Thực, nên thọ trì thánh chủng như vậy. Phẩm 7. Phấn Tảo và Y Tỳ Kheo. Đức Phật bảo trưởng lão Ma Ca Diếp Tỳ Kheo Phấn Tảo y, giữ y phấn tảo, nhặt vật rác rưởi, tự rằng vì tàm quý, chẳng phải vì dùng y để tự nghiêm sức, vì che ngăn gió nắng, gió thổi nắng đốt mũi mồng bu cắn, vì an trụ Phật giáo, chẳng phải vì cầu sạch tốt. Ở trong đống rác rưởi thì kheo ấy lượm lấy vật bỏ, lúc lấy nên sinh hai ý tưởng, một là ý tưởng tri túc và hai là ý tưởng dễ nuôi. Còn có hai ý tưởng, một là ý tưởng không kiêu mạn và hai là ý tưởng trì thánh chủng. Còn có hai ý tưởng, một là chẳng dùng nghiêm sức thân mình và hai là khiến lòng thanh tịnh. Này Đại Ca Diếp Tỳ Kheo, phấn tảo y lúc nhặt lượm vật bỏ trong đống phẫn rác, nếu thấy có các thân hữu tri thức thì tôi không lượm lấy mà nghĩ rằng các người này họ có thể rầy rách tôi là người dơ bẩn. Này Đại Ca Diếp, ta nói Tỳ Kheo ấy chẳng được tịnh hạnh. Vì sao? Vì Tỳ Kheo phấn tảo y lòng cứng như đá, ngoại vật chẳng nhập cũng chẳng động được. Này Đại Ca Diếp, Tỳ Kheo phấn tảo y lượm lấy vật phấn tảo ấy, rồi giặt sạch cho hết dơ bẩn, giặt sạch rồi nhuộm kỹ, nhuộm xong rồi may thành tăng già lê, khéo ráp, khéo vá, khéo may, khéo thọ thì rồi nên mặc, chớ xếp để hư. Này Đại Ca Diếp, Tỳ Kheo phấn tảo y an trụ trong pháp quán bất tịnh, mặc y phấn tảo là để ly dục vậy. Tu từ tâm, mặc y phẫn rác là để lìa sân khỏe. Quán pháp thập nhị nhân duyên, mặc y phấn tảo là vì rời ngu si. Chánh tư duy, mặc y phẫn rác là để dứt tất cả phiền não, nhiếp hộ các căn. Mặc y phẫn rác là vì biết rõ sáu căn, chẳng nịnh hót. Mặc y phẫn rác là để trời đồng quỷ thần vui đẹp. Này Đại Ca Diếp, vì sao gọi là y phấn tảo? Ví như tự thi, mọi người chẳng tham muốn, chẳng sinh lòng ngã sở hữu, theo lẽ phải trừ bỏ. Cũng vậy y phấn tảo, chẳng phải ngã, ngã sở là dễ được, chẳng phải tà mạn, chẳng cầu sinh người, chẳng xem nhan sắc người, là vật vứt bỏ, không khác phân rác, nó cũng chẳng thuộc của ai, vì thế nên gọi là y phấn tảo. Này Đại Ca Diếp, y phấn tảo là pháp tràng phan. Vì là đại tiên nhân, vì do thánh nhân, vì dùng thánh chủng để an trụ, vì chuyên niệm nơi thiện pháp nghi thức, vì khéo hộ trì giới tụ, vì hướng đến định tụ vậy, vì an trụ nơi tuệ tụ, vì thân dùng giải thoát tụ, vì thuận với pháp do giải thoát tri kiến. Này Đại Ca Diếp, Tỳ Kheo mặc y phấn tạo có phước đức lớn, không chỗ mong cầu, không chỗ tham trước, hay lìa lòng kiêu mạn, hay bỏ gánh nặng. Này Đại Ca Diếp, nếu có Tỳ Kheo mặc y phấn tảo, vì tri thúc nên trời rộng quỷ thoảng ưa thích muốn thấy, để nhập thiền định thì thích phạm tứ thiên vương quỳ chắp tay, đầu mặt đảnh lễ, huống là chư tiểu thiên khác. Này Đại Ca Diếp, nếu có ác Tỳ Kheo siêng cầu y phục để tự nghiêm sức thân mình, ngoài hiện tịnh hạnh mà trong thì đủ tham dục sân khỏe, dù họ nghiêm sức thân hình xinh đẹp, nhưng trời rộng quỷ thần chẳng đến kính lễ cúng dường. Vì sao? Vì họ biết Tỳ Kheo ấy nghiêm sức thân hình đẹp mà chẳng trừ câu uế tâm,
tâm số pháp, vì biết nên họ bỏ đi xa. Này Đại Ca Diếp, ông có thấy Sa Di Châu Na nhặt vật trong đống phận rác trong lúc đi khất thực, ăn xong Châu Na đến ao A Nậu Đạt để giặt. Bấy giờ bên ao có chư thiên thần thường ở, đồng tiếp nghênh kính lễ. Chư thiên thần ấy đều ưa tinh khiết mà họ cầm y phận rác bất tịnh của Châu Na đem đi giặt cho sạch bẩn nhơ. Họ còn lấy nước giặt y ấy để rửa thân họ. Chư thiên thần ấy biết Châu Na hay trì giới thanh tịnh, nhập các thiền định, có ai đức lớn nên phụng nghênh kính lễ. Nay Đại Ca Diếp, ông có thấy Phạm Chí Tu Bạc Đà mặc y sạch mới, khất thực xong muốn đến ao A Nậu Đạt. Bây giờ chư thiên thần thường ở bên ao, cách ao bốn phía đều năm dặm. Họ ra ngăn cản Phạm Chí ấy, không cho lại gần ao. Họ sợ món ăn bất tịnh và món ăn thừa làm dơ bẩn nước ao. Nay Đại Ca Diếp, nay ông hiện thấy sự ấy do thánh nhân chánh hạnh oai đức nên được quả báo ấy. Vật bất tịnh được Sa Di Châu Na nhặt trong đống phận tảo mà chư thiên đem đi giặt giúp lại còn lấy nước giặt ấy dùng để dùng rửa thân thể họ. Phạm Chí Tu Bạc Đà bị họ ngăn cách xa ao năm dặm không cho lại gần. Này Đại Ca Diếp, ai được nghe sự này thì không ai mà chẳng siêng tu học thánh pháp. Các thánh nhân ấy được chư thiên và thế nhân kính lễ cúng dường. Này Đại Ca Diếp, vì bốn cầu thánh đức như vậy nên mặc y phấn tảo. Thì khi mặc y phấn tảo an trụ thánh chủng, chẳng nên sinh lòng lo. Với y phấn tảo nên có ý tưởng là Phật Pháp, là Thế Tôn, là xuất thế, không có ngã, ngã sở. Quán tưởng như vậy rồi mặc y phấn tảo, phải điều phục tâm mình như vậy. Do tâm tịnh nên được thân tịnh, chẳng phải do thân tịnh mà được tâm tịnh. Vì thế nên tịnh tâm mình chớ nghiêm xuất thân. Vì sao? Vì do tâm tịnh mà ở trong Phật Pháp được gọi là tịnh hạnh. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo phấn tạo y hay học như vậy, tức là học ở ta cũng học ở ông. Nếu ông hay mặc y thô xấu như vậy, tức là tri túc và hành hạnh thánh chủng. Này Đại Ca Diếp, y tăng già lê của ông hoặc để trên giường hoặc để tại chỗ ngồi trong khi ông mặc y uất đa la tăng kinh hành. Có ngàn vàng chư thiên đến kính lễ y tăng già lê của ông. Y tăng già lê ấy là y được mặc trên thân của người huân tu giới định tuệ, nên biết y của ông còn được tôn trọng kính lễ dường ấy huống là thân của ông. Nay Đại Ca Diếp, ta đã xa bỏ ngôi chuyển luân vương đi xuất gia. Ngày trước ta đã từng mặc y mệnh đẹp thường diệu. Nay ta tri túc hành tánh chủng hạnh, vì các người khác mà xa bỏ y đẹp tốt, mặc y phấn tạo nhặt trong gò mã. Vào thời vị lai, nếu tỳ kheo nghe pháp này của ta thì được học theo ta. Này Đại Ca Diếp, ông vốn có kim lũ thượng y đem dân ta. Ta vì ông mà nhận y ấy, chứ chẳng phải do tam, chẳng phải để nghiêm sức thân mình. Này Đại Ca Diếp, có ác tỳ kheo chẳng thể học theo ta, cũng chẳng học theo ông. Họ tham chứa đã nhiều y bát, tích tụ các món uống ăn, cất đựng chẳng xả. Họ cũng chứa vàng bạc lưu ly, gạo, tóc, bò, dê, gà, heo, lừa ngựa, xe cộ, đồ cây bừa, đồ dùng tại gia, họ đều cầu cất chứa. Này Đại Ca Diếp, người có trí dù tại gia mà hay tăng trưởng thiện pháp, chẳng phải kẻ ngu sẽ xuất gia có được phần thiện pháp ấy. Thế nào là người trí tại gia hay tăng trưởng thiện pháp? Nay Đại Ca Diếp, nếu có người xuất gia lấy y quấn cổ, không có hạnh sa môn, có nhiều duyên sự các thứ buộc ràng cầu áo cơm tốt, họ mặc ca sa rồi, người tại gia thấy liền kính lễ cúng dường, cung cấp y phục ẩm thực đồ nằm thuốc men đến đi đón đưa. Này Đại Ca Diếp, người tại gia có pháp lành như vậy, người xuất gia kia không có sự ấy. Vì sao? Vì người xuất gia kia cầu nhiều vật dùng, chẳng thể thí xẻ cho người khác. Này Đại Ca Diếp, trong đời vị lai có các tỳ kheo chứa nhiều y bát, có nhiều vật dùng, họ được phần đông người tại gia lễ kính tôn trọng tán thán. Vì sao? Vì họ có cho các tỳ kheo ấy thọ nhiều thí vật, hoặc có thể đem cho tôi có cần dùng các tỳ kheo ấy, có thể luôn luôn cho tôi. Này Đại Ca Diếp, trong đời vị lai hoặc có tỳ kheo trì giới
Thấy lỗi hòa của đời nên xin tu thiện pháp để lìa tất cả lậu như cứu lửa cháy đầu. Lòng họ trì túc, ít duyên sự xin tu tự lợi lìa tất cả duyên tập xấu ác. Nhưng tỳ kheo này không có người đến chỗ ở, chỗ họ ở, không ai thân cận, không ai lễ kính tôn trọng tán thán họ. Vì sao? Vì các người tại gia khinh tháo, thiển bạc, thấy lợi hiện tại, chẳng thấy lợi đời sau. Họ nghĩ rằng, với tỳ kheo này chẳng được lợi ích đâu. Cần thân cận, lễ kính tôn trọng tán thán, ngoài trừ kẻ nghèo cùng ít căn lành, và người có túc duyên nên lễ kính. Những người này thân cận lễ kính tôn trọng tán thán tỳ kheo trì giới làm thiện tri thức. Này Đại Ca Diếp, nói như vậy rồi với ý hai hạng người, một là hoặc thấy bốn thánh đế, và hai là hoặc thấy lỗi họa sinh tử. Còn có hai hạng người, một là siêng tu muốn lìa bốn ách, và hai là muốn được quả sa môn. Còn có hai hạng người, một là chuyên niệm nghiệp báo, và hai là muốn biết nghĩa các tướng của pháp. Này Đại Ca Diếp, này ta đóng bít cửa của tất cả kẻ lười biếng, đó là người chẳng biết nghiệp báo, người rời lìa nghi thức lành, người chẳng thấy ác khổ đời sau dụ như kim cương, người thấy lợi hiện đời mà chẳng thấy lợi đời sau, người chẳng sinh một niệm hướng đến môn giải thoát. Này Đại Ca Diếp, này ta nói ác tỳ kheo kia chẳng nên mong cầu, hoặc nói pháp như vậy, hoặc gặp pháp như vậy, nghe pháp như vậy rồi tự biết sở hành, chẳng hiểu pháp sâu, nên phỉ báng. Họ cho rằng pháp sâu ấy chẳng phải Phật nói, là của luận sư làm, hoặc của ma nói để dạy người khác. Ác tỳ kheo kia tự hại như vậy cũng hại người khác. Họ tự nhiễm dơ bẩn cũng làm dơ bẩn người khác. Ác tỳ kheo kia chẳng thể tự lợi, cũng chẳng lợi người khác. Trường Lã Ma Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, vì đại bi mà chư Phật nói tỳ kheo chuyên tu hành, ở trong các pháp được tự tại, như là ở trong kinh này đã nói một cách sâu rộng rồi. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh đã nghe kinh này, tin hiểu độc tụng hướng đến pháp như thật, nên biết các chúng sinh ấy đã được chư Phật nhiếp thủ. Đức Phật bảo Ngài A Nan, này A Nan, nếu có người thọ trì kinh này, thì đã ở nơi chư Phật quá khứ gieo trồng căn lành. Nên nay muốn được kinh này để độc tụng thông thuộc, muốn được giải thoát, các thiện nam thiện nữ hoặc người tại gia hay người xuất gia học pháp môn này thì có thể dứt các lậu, cũng được niết bàn. Tôn giả A Nan bạch Bà Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng con phải thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, này A Nan, kinh này tên là chọn lựa tất cả pháp bảo, cũng tên là an trụ thánh chủng nghi thức, cũng tên là nhiếp thủ người trì giới, cũng tên là dạy ra người phá giới, cũng tên là bảo lương, cũng tên là bảo tụ, cũng tên là bảo tạng, cũng tên là chư bảo pháp môn. Trường Lã Ma Ca Diếp thỉnh hỏi kinh Đại Thừa Bảo Lương xong, chúng tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bảo Lương. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.